Mọi người nhìn thấy em trích giỏi chưa? Buổi sáng bây giờ em dậy là em ý em mới bám lên thành cụ như thế và em mới nói chuyện đấy. Em bấm 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 bấm. Em mới chỉ bám lên và em mới chống hai cái đầu gối trôi. Còn khi nào mà em bám lên mà em đứng được ở hai chân ấy thì là mẹ em sẽ phải hạ cái cũi xuống, hạ cái đệm xuống. Hả hí hả hả hí hả hả. Mọi người thấy Trích nói nhiều chưa? Rồi. Đi ra ngoài ăn sáng chi? Con chi? Đi ra ngoài ăn sáng nhá. Yeah, we go and get breaky, Rafi. Yeah, mẹ em lại có đôi tông da rồi kìa. Mùa hè đi dép tông là như rằng in hẳn cái quai tông vào. Come on, we go outside have breaky. Okay, Zoe, breaky, 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 breaky. À bo 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 Zoe Zoe. Ka ka ta. We're just gonna go shopping with Dad and I'll be back in like an hour. Yeah, where are you going to? Hyperdome. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con Sói Trích bây giờ ngồi đây để ăn sáng này. Ba em thì đi sang bên nhà ông nội giúp ông nội cái gì ý. Em Trích đang ngồi ăn snack của em ý. Ăn cái mà hôm vừa rồi mình mua ở siêu thị cho em ý. Cái bánh puff ăn chơi chơi ý. Open it. What is that, Buffy? Open it. Open what? Open it. And who open it? Who? Mommy. And the word? Please, mommy. Đấy. Con muốn mẹ mở cái gì hay giúp con cái gì là con phải nói. Phải nhờ vả chứ không thể nào mà nói kiểu ra lệnh như thế được. You understand? Yeah. Vâng ạ. Vâng ạ. There you go. Ừ, vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Yeah, how about this one? Con xin. Đúng rồi. Vâng ạ. Không phải là vâng ờ mà vâng ạ. Nói lại mẹ nghe, vâng ạ. Con xin. Đúng rồi. Đấy con ăn đi. Ăn cả snack bar, ăn cả cornflakes. Con em Trích. Trích ăn xong cái miếng đấy chưa? Ăn xong để mẹ cho ăn sáng nào. Ngon ngon ngon. Anh Gió ăn nghiêm túc. Raphael. Ngon ngon gì mà ngon? Một. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Sáu. Bảy, tám, chín, mười. Well done. Bum 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 bum. Nhé. Sáng nay mẹ em làm cereal cho em, mẹ em cho hơi nhiều nước rồi. Nó bị hơi loãng một xíu xíu. Ê. Úi. Hả? Hả? Nào con. Thế anh sói đi mất. Hả? Nào. Zoe. Em thấy anh sói em đi mất rồi, em đang tìm đấy. Tìm chói ơi. Lên đây ngồi với em.
mặt cháu, biết mặt cháu. Em Trích ngủ rồi. Bây giờ mẹ em lại ra ngoài này dọn dẹp đây. Quét lá, nhặt lá. Làm sạch lá ở trong bể bơi. Rất là nóng, rất là nóng. Một túi lá đây rồi. Mẹ em phải mang thêm một cái túi nữa ra đây. Lá kia. Cuốn cái tấm phủ bể bơi này lên nào. Để còn cho cái máy hút lá nó hoạt động này. À nhưng mà mình phải cọ cái bề mặt cái tấm này trước đã. Đang tiện có một tí nước ở trên đấy. Cọ trước đã. Nó đang bẩn như thế này. Nóng lắm ấy. Oi kinh khủng oi luôn. Lấy cái này để cọ nào. Sói đang ở trong kia. Em muốn ra ngoài này đấy. Nhưng mà em không ra được. Ngoài này là mẹ em phải dọn dẹp. Em không ra được. Ba em về rồi. Hai ba con ngồi ở trong thôi. Ba em cũng vừa đi làm bao nhiêu việc ý. Nhà sói Trích làm mỗi người một việc. Yeah, I'll clean the pool, okay? You're waiting mommy in there, okay? Can you close the window, please? Ở trong đang mở điều hòa, con đóng cái cửa kính này lại. Can you close it, please? Để giữ cái không khí lạnh ở trong đấy chứ. Giữ cái hơi lạnh. Okay. Thank you. Can you close it? Được rồi, how about this one? Cái bên này nữa, bên này đã đóng chưa? Okay. Look at mommy down here. Hello? Hello, Raphael? Huh? You stay in there with daddy, okay? It's very hot out here. Rất là nóng ở ngoài này, để mẹ dọn dẹp ở ngoài này nhá. Vâng ạ. À. Vâng ạ. À. Yeah. Can you say vâng ạ? À? Được rồi. Thế là sạch sẽ ở ngoài bể bơi này, ở ngoài sân ngoài kia rồi. Và mình cũng vừa nhặt lá ở ngoài cái chỗ phơi quần áo nữa. Vất vả lắm, nóng lắm. Nhưng mà muốn nhà sạch sẽ là nhà em phải dọn dẹp thôi. Cho mọi người nhìn này. Đấy, sạch hết rồi. Không có lá lít gì cả. Chỉ có những cái cành nhỏ nhỏ mà vụn vụn gãy gãy này ấy. Thì ba sói Trích chiều mát cả nhà về sẽ phải lấy cái máy thổi lá. Thì cái máy thổi lá đấy nó có hai chức năng. Một là thổi, hai là hút. Thì dùng cái chức năng hút nó có một cái túi ấy, cái túi lọc đấy, để hút những cái này đi. Tại vì là không thể nào mà quét được ấy. Sạch sẽ rồi này. Mẹ em hớt hết lá ở dưới bể bơi lên. Cọ rửa cái tấm phủ bể bơi. Bây giờ chỉ để cái robot kia nó chạy. Để nó hút những cái bụi mà mình không hớt lên được thôi. Đấy, sạch sẽ rồi. Anh sói làm gì đấy? Anh sói, what are you doing? Raphael, what are you doing? It's not flat. What is that? It's not flat. What flat? It's not flat. No, that's bread. It's bread. Yeah, that's bread. I'm gonna eat bread. Mẹ em để xoài ra kia để làm smoothie, để làm sinh tố xoài đây. Đấy, ngoài này sạch chưa? Sói không thể ra đây được, tại vì là em cứ ra đây là em cứ tắt bật cái công tắc kia trong khi ông thì đang cọ rửa. Ông cần có điện thì mới cọ rửa được. Thế em sói cứ tắt bật đi. Đấy, sạch sẽ rồi này. Còn cái bàn phía sau cái bộ bàn ghế kia nữa là ba em cũng phải giải tán cái bàn đấy đi. Bê những cái miếng gạch thừa mà lát thừa ấy cất vào gara này, rồi rác rưởi là vứt đi. Kéo cắt cây cũng phải cất lại vào cái nhà đựng đồ con ở phía sau nhà. Ú. Sạch sẽ để chiều nay đi về nóng cả nhà còn nhảy xuống bơi nữa. Trời thế này không biết là có mưa không đây. I emptied it this morning.
Babe, we need the vacuum working, the robot. Because there is dust underneath the pool, honey. So we need the robot working. Babe, we need the robot running. No, we just need it like that. We'll put it on the top of the nose. Are you sure? Okay. Ha ha ha. Yes, Raphael. What's that? What is that? Ooh, hoo, hoo. Are you eating bread? Con ăn bánh mì à? Vâng ạ. Ăn đi. Oh, sorry, Dad. Ăn đi. Oh, this boy hungry. This boy starving, Papa. Hungry boy. Con ăn đi. Bánh mì. Coffee say bánh mì. Đúng rồi. Bánh này. Bánh mì. Má ơi. Mẹ ơi. Ba. Mẹ ơi. Bánh mì. Ngon quá. Dạ. Mẹ ơi. Ông ơi. Ông ơi. Ông nội ơi. Má ơi. Ông cũng nói tiếng Việt. Jojo, you go with Papa. Yeah, there you go. You go, Papa. Ooh, you. Jojo. Papa girl. Jojo. She can stand on her cot now, Dad. Tickle. Yeah. Oh, did you hear what he's saying, Dad? I need to eat my bread. Yeah. Yeah, you can eat your bread in your car? Yeah. Sói bảo là con phải ăn bánh mì. Con ăn bánh mì ở trên xe. Is that nice? Yeah. Okay. Go home. Not go home, go to the shop. We're going to the shop, okay? Đi chơi, đi ra ngoài chúng ta mua sắm nhá. Vâng ạ. Yum. Chúc chị cây, chúc chị của mẹ ơi. Yum. Con cha của mẹ em này. Mắt xa lang của mẹ em này. Sói này. Yeah, need some nice lighting. What's that, bạn? Need some nice lighting. Oh, the photo. Yeah. Không mời mọi người ăn trưa. Yeah. An. 37. 37. Số 37. Rafi. 3. 7. 37. Đúng rồi. Ma ta lang. Achoo. Chunky chicken. Papa. Rafi. Zoe, say Papa.
Sắp à. Oh, Zoe. Mát quá. Sao nói mát quá? Mát quá. Mát quá thôi. Mát quá thôi. Chiều nay. Chiều nay. Nhà sói. À, sói. Đi trung tâm mua sắm về. Chơi khăn thơ trong nôi. Đi trung tâm mua sắm về. Yeah. Mát quá. Mát quá. Mát quá thôi. Mát quá chui. Chiều nay nhà sói đi trung tâm mua sắm về. Mẹ với em Trích ngủ. Mẹ có Trích khóc. Mẹ với em Trích ngủ. Úi, con bật cái quạt quay lại đây cho mẹ đi. Please. Please. Can you fix the fan, please? Okay. Chiều nay cả nhà sói Trích về đến nhà lúc đấy cũng là 6 giờ kém 15 rồi. Mình buồn ngủ, zip cả mắt vào. Đưa em Trích vào trong phòng, cho em Trích tuti. Thế là hai mẹ con ngủ tít mít từ cái lúc đấy đến tận bây giờ. Bây giờ là 7 rưỡi tối. Em Trích thì thôi, có lẽ là em sẽ ngủ từ bây giờ cho đến sáng ngày hôm sau luôn. Còn em sói với ba em ý thì về đến nhà, hai ba con lôi nhau xuống bể bơi bơi, rồi là làm đồ ăn tối, ăn với nhau. Mẹ em bây giờ mới dậy, mẹ em sẽ ngồi dựng vlog rồi lọ mọ đi tìm xem là có cái gì để ăn tối không. Nói là lọ mọ xem có cái gì để ăn tối không, nhưng thực ra là cơm mình nấu từ trưa rồi. Bây giờ sẽ ra ngoài rang một ít thịt để ăn thôi. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích này. Và các bạn để ý là khi xem vlog của nhà sói Trích thì xem thêm cái phần nội dung thông tin ở dưới cái phần mô tả nằm dưới vlog, nằm dưới cái ngày đăng tải vlog. Khi mà mọi người vào YouTube, mọi người bấm vào một cái video thì có nhìn thấy ở phía dưới là ngày tên của cái video đấy này, rồi là ngày đăng tải, thì phần phía dưới đấy có một phần người ta gọi là phần mô tả, tiếng Việt gọi là mô tả, còn tiếng Anh thì là description box. Các bạn nào biết tiếng Anh thì chắc các bạn biết cái phần này rồi. Ở dưới đấy là mình để toàn bộ những cái thông tin, ví dụ như là tóm tắt nội dung vlog ngày hôm nay này, để các cái thông tin về những cái sản phẩm liên quan mà nhà sói Trích sử dụng hay là nhà sói Trích mua trong ngày, trong cái vlog ngày hôm đấy, thì mình có để hết những cái đường link dẫn ở phía dưới đấy để bạn nào mà muốn biết ấy, muốn tìm hiểu thì có thể tham khảo. Vì có nhiều bạn hỏi mình về đồ ăn, rồi là về những cái đồ mà sói Trích dùng, hay là những cái đồ mà các bạn nhìn thấy ở trong nhà mình ấy, thường là mình để cái đường link dẫn ở phía dưới cái phần description box. Em sói em sói nói là mẹ là mẹ không nói được luôn. Em chơi trò đúng kiểu gắn liền với tuổi thơ của mẹ. Nói trước quạt để cho nó rung rung. Đấy thì mọi người mà muốn tham khảo thêm những cái thông tin đấy, các bạn xem ở phần phía dưới đấy nhá. Mình ghi và để đường link rất là rõ ràng, mọi người chỉ cần bấm vào cái link đấy thì là sẽ dẫn đến cái trang để mọi người có thể xem qua những cái sản phẩm hay là những cái gì mà các bạn quan tâm chẳng hạn. Đương nhiên là mình sẽ không liệt kê toàn bộ những gì có trong vlog, ví dụ như là quần áo hay gì cả. Mình chỉ để link dẫn của những cái sản phẩm, những cái đồ dùng mà mình nghĩ rằng là mọi người sẽ hỏi. Chủ yếu là ví dụ như đồ ăn của em sói, em Trích ở trong vlog, hay là những đồ dùng mà nhà mới mua ấy, hoặc là những đồ dùng mà mình có chia sẻ ở trong vlog. Và các bạn nhớ là bấm nút đăng ký cho kênh của nhà sói Trích nữa nhé. Nhà sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye. Rafi. Bye. Hẹn gặp lại mọi người. Chưa được, chưa che camera được. Chưa.
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Vào ngày mai. Vào ngày mai. Nha. Yeah. Sói cảm ơn. Cảm ơn con. Tất cả mọi người. Cho các bạn Bowie. Đã xem. Đã xem. Và ủng hộ. Và ủng hộ. Kênh của mẹ chói. Cho các mẹ chói. Bye bye. Bye bye. Good boy.